trách xe ô tô Honda nào bán được nhiều nhất Việt Nam? Xe Honda bán chạy nhất là Honda City. Trong City, Honda City. Honda City. Trong đó, khách hàng nam hay nữ chiếm ưu thế? 50-50 sử dụng City. Nữ chiếm ưu thế hơn. Đối với mình thì chủ yếu là khách hàng nam. Thường có khách hàng nam nhiều hơn. Độ tuổi của khách hàng là bao nhiêu? Độ tuổi nó sẽ kéo dài từ 18 đến 50 tuổi. 40 đến 50 tuổi. Độ tuổi từ 25 đến 40. Từ 30 đến 40 tuổi. Lý do gì khiến xe Honda City bán được nhiều nhất? Thứ nhất là về giá cả thì nó rất là hợp lý. Thứ hai là thiết kế của xe rất là trẻ trung và năng động. Thứ ba là nhiều cái tính năng vượt trội so với cùng phân khúc. Ví dụ như tính năng đề nổ từ xa thì các cái xe cùng phân khúc là không có. Thứ tư là về sức mạnh của cái động cơ và cảm giác lái rất là tốt. Sức mạnh của động cơ nó phải hơn 10% so với các cái sản phẩm cùng phân khúc. GT thì giá cả nó hợp lý, ăn tối, ăn ít xăng, phụ tùng nó rẻ. Đẹp về thiết kế, nội thất sang trọng, đầy tiện nghi, tiết kiệm xăng, bền bỉ và quan trọng là giá hợp lý. Thứ nhất là về phân khúc, về cái giá tiền thì dễ tiếp cận với người tiêu dùng. Và thứ hai là thiết kế mới sang trọng. Thứ ba là về cái độ bền bỉ và máy móc của Honda.